Có những trường hợp sống sót thần kỳ mà những từ như quá may mắn có lẽ không đủ để diễn tả. Nhiều người cho rằng gặp đại nạn mà không chết thực chất chỉ là ngẫu nhiên, là gặp may. Nhưng chẳng lẽ những lần kế tiếp lại vẫn là ngẫu nhiên gặp may hay sao? Điều này liệu có thể xảy ra? Đại nạn không chết, bí ẩn sau những trường hợp sống sót kỳ lạ. Vào thời kỳ cuối chiến tranh thế giới thứ hai, một buổi sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, máy bay B-29 của quân đội Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới với tên gọi Little Boy xuống Hiroshima. Hôm đó là ngày làm việc cuối cùng của Tsutomu Yamaguchi, một kỹ sư hải quân. Anh ở Hiroshima để thiết kế tàu chở dầu mới cho nhà máy đóng tàu Mitsubishi. Anh dự định sau khi hoàn thành công việc sẽ về nhà thăm vợ và cậu con trai mới ra đời. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng vo vo lớn trên không trung và tiếng còi chói tai cảnh báo phòng không vang lên. Tsutomu ngước lên nhìn thì thấy máy bay ném bom B-29 của Mỹ đang quay tròn trên không, thả xuống một vật thể nhỏ bằng dù. Sau đó một ánh sáng chói lóa bùng lên trên bầu trời. Sống sót thần kỳ. Tsutomu lập tức chui vào một con mương gần đó để trốn, cách trung tâm vụ nổ 3 km. Tuy nhiên, sóng xung kích cực lớn của vụ nổ khiến anh bị thổi bay ra khỏi nơi ẩn nấp, văng ra ruộng khoai trước mặt. Anh bàng hoàng bò dậy, lảo đảo đi về phía nhà máy đóng tàu. Lúc đó, nhà máy đóng tàu Mitsubishi đã biến thành một đống đổ nát. Trong đống tàn tích, anh tìm thấy hai người đồng nghiệp may mắn sống sót. Ba người e sợ sẽ có trận ném bom thứ hai nên đã mau chóng trốn trong nơi trú ẩn không kích của nhà máy. Lúc này, Tsutomu mới nhận ra hai tay của mình đang chảy máu, mặt và cánh tay đều bị cháy nghiêm trọng. Cả ba người đã trải qua một đêm đầy khó khăn trong hầm trú ẩn. Sáng sớm hôm sau, họ chạy thẳng tới ga tàu. Khắp nơi là những đám cháy lớn, những tòa nhà bị đổ sập và những thi thể bị cháy. Đến sáng ngày 8 tháng 8, Tsutomu cuối cùng cũng về tới quê nhà ở Nagasaki. Nhìn cơ thể đầy máu của Tsutomu, vợ anh đã lập tức băng bó và vệ sinh vết thương giúp chồng. Tuy vậy, đến sáng hôm sau, Tsutomu vẫn cố dậy đi làm. Các đồng nghiệp nhìn thấy bộ dạng của anh hết thảy đều kinh hãi. Khi nghe anh giải thích, họ đều không thể tin anh có thể sống sót khi trải qua một trận ném bom như vậy. Lúc đó, chính phủ Nhật Bản vẫn chưa công bố với cả nước thông tin Hiroshima bị đánh bom nguyên tử. Gặp bom nguyên tử lần hai. Đúng lúc đó, anh chợt thấy ngoài cửa sổ tia sáng trắng lóe lên giống như cầu vồng, sau đó là một đám mây hình nấm bốc lên. Do đã có kinh nghiệm trước đó, anh lập tức nằm xuống sàn. Sóng xung kích làm tất cả cửa kính trong văn phòng vỡ nát. Khoảnh khắc đó khiến Tsutomu vô cùng tuyệt vọng. Anh suy nghĩ làm sao đám mây hình nấm này lại theo mình tới cả Nagasaki. Công ty Tsutomu khi đó chỉ cách trung tâm vụ nổ 2 km. Tất cả đồng nghiệp có mặt tại hiện trường không ai thoát nạn. Người thì thiệt mạng, người thì chết vì phóng xạ hạt nhân. Nhưng Tsutomu vẫn sống sót trong vụ nổ lần này. Đợi chấn động giảm đi một chút, anh mau chóng chạy về nhà tìm vợ con, nhưng ngôi nhà của anh đã bị san phẳng. Trong lúc tuyệt vọng, một bàn tay đặt lên vai anh, hóa ra vợ anh đang ôm cậu con trai nhỏ và cả hai vẫn an toàn. Trước khi vụ nổ bom xảy ra, vợ anh đã bế con đi mua thuốc cho anh. Khi nghe thấy âm thanh máy bay, cô nghĩ tới những gì chồng gặp phải trước đó nên đã kịp thời trốn vào hầm trú ẩn mới thoát nạn. Theo thống kê của chính phủ Nhật Bản, khi đó có khoảng 160 người Nhật có thể trải qua hai lần ném bom hạt nhân. Tuy nhiên, Tsutomu là người duy nhất sống sót, khỏe mạnh. Mặc dù tránh được sát thương trực tiếp, nhưng Tsutomu không tránh khỏi bị bức xạ hạt nhân. Tuy nhiên, anh vẫn sống sót và thậm chí còn sống thọ đến 93 tuổi. Y học hiện đại vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Các bác sĩ đều dùng kỳ tích để giải thích trường hợp của Tsutomu. Người xưa nói, nếu gặp đại nạn mà không chết, ắt sẽ có phúc báo về sau. Câu nói này rất phù hợp trong trường hợp của Tsutomu. Đại nạn không chết có phải do may mắn? Tại sao con người lại gặp đại nạn? Gặp đại nạn rồi tại sao lại không chết? Chúng ta cùng xem xét một trường hợp sau. Tại Đài Loan từng xảy ra một vụ tai nạn máy bay, toàn bộ mọi người trên máy bay đều chết, chỉ còn hai người sống sót.
Sau này, có một vị nguyên đại sư xem xét nguyên nhân và nói ra huyền cơ trong đó. Hóa ra ở kiếp trước, những người trên máy bay này vốn là một toán cướp. Họ đã từng bàn bạc làm thế nào để tổ chức một cuộc tàn sát đẫm máu ở một thôn trang. Hết thảy bọn cướp đều đến dự. Nhưng đến thời điểm cướp thì có hai người vì lương tâm hối hận đã không tham gia nữa. Hai người đó chính là hai người đã sống sót trong vụ tai nạn máy bay này. Bởi vì thấy hối hận không tham gia cướp, cho nên kiếp này gặp đại nạn mà không chết. Đến đây thì chân tướng đã rõ ràng. Người gặp đại nạn mà không chết ắt hẳn kiếp trước đã làm sai, nhưng có thể hối lỗi sửa sai mà hành thiện. Do đó khi gặp đại nạn sẽ hóa nguy thành an. Nếu đoạn ác tu thiện thì sau này sẽ có phúc báo. Mọi thứ không phải là ngẫu nhiên, kỳ thực nó chính là quy luật nhân quả báo ứng mà thôi. Nắm giữ được quy luật này, chúng ta sẽ có thể đoán được cuộc đời sau này của một người. Muốn biết kiếp trước mình đã gieo nhân nào, hãy xem kiếp này mình đã nhận được quả gì. Muốn biết kiếp sau mình sẽ nhận quả nào, thì cứ xem kiếp này mình đang làm điều gì. Lời này quả là không sai.